Hồi xưa dân người ta còn thích bao tiền đấy nhỉ? 240. Đây đi gặp công chủ nhé. Từ là bây giờ từ đấy nhá. Đây, từ ta đổi cho. Đây. Đây. Tiền to. Đổi 200. Tiền là giấy đổi tiền nhau rồi xong bắt đầu 400 đủ chưa? Để đến mà để có 100 luôn. Thêm 100 nữa. Thêm 100 nữa. Ừ, 100 còn 50.000. Thêm tao 50 đấy nữa. Đây. Đấy chưa? 6. Ừ, 6 nữa. Thì chỗ này 240 vậy. Đâu, 6. À đúng rồi, 206. 6. Xong tí mà lại đến chén lên chứ mà nếu nhớ mua bỏ nhau mà không mua nhau ít đâu. Tay đầu. Đấy. Theo đâu phải bây giờ. Từ nhá, bây giờ mày cắt trong này. Để cắt cái chỗ này. Thế bạn ghi vào không ký quên. Được rồi. Bấm cái này nó một chủ đấy. À ừ mày ghi nhà. Chỗ nào ghi là ghi nhá, anh xong nhá. Ghi vào thôi. Cái gì nhiệt tên là Thu Giáo. Nó ghi Thu Giáo vậy. Thu Giáo trả dần vậy. 2 cân. Thu Giáo 2 cân. Biết nhưng mà Thu Giáo nhá. Phải nhá. Xong thế vào đây. Đấy. Dần rồi. Hết mực. Lấy bút khác. Đây đây bút này có mực không? Không ạ. Để cắt cái chỗ nặng nạt này. Đây mày cắt chỗ mồng, này mồng à. Chứ ai mày cắt chỗ này 5 cân luôn đi. Nó mỡ bây giờ thì sao là... 4 cân rưỡi rồi, cắt tiếp. Cắt tiếp cục trên này này. Ông ngoài kia nó bảo lấy 2 cân bánh. Cho 2 cân thế từ từ. Chứ mày cắt cho nó đủ răng này. Đấy cắt cái cục này này. Cục này hoặc là cái cục mông còn thể đầy mà. Cục trên này này. Cục vừa xong cắt trong kia kìa, cắt thêm. Cắt cho ông ngoài. Không. Không. Cắt cho thằng này 5 cân đi. Từ đó bây giờ cục chỗ này chỉ còn có 4 cân mấy? Cân nửa cân cắt cái cục trên này này. Đấy, ừ. Cắt 5 nạng cục đấy vào. Ừ, đặt lên đấy, đúng rồi. Cứ tạo ra. Đấy. 5 nạng nữa là đủ 5 cân. Đấy, cắt cục trên đấy vào. Thích mỡ cắt cục trên. Mấy lạng nữa? 5 lạng. 5 lạng cắt dịch vào đây. Đó, đấy. Thán là mẹ Thuận à? Rồi, mày thấy không? Mày anh mẹ nói chiều. Chẳng qua lâu ngày đéo mẹ đọng vào đây chứ. Chuẩn luôn đấy. Chuẩn lắm đấy. Hả? Chuẩn, thế ngon. Thật mà. Cái này là 5 cân. 5 cân. Được rồi, mày cứ đàng hoàng, cái này một chủ, không phải sợ. Cứ đưa được căng này. Rồi đấy bây giờ thử ra. Bây giờ cắt cho chiến đi. Đấy này chỗ nào? Khoảng nào nạc nhất? Nạc nhất chỉ có lấy mông. Mông nữa. Lấy mông ấy. Đấy mông này, mông bên này này. Cắt thẳng. Thế đây là vai. Thế đây là vai. Vai mông bên này này. Đây mông ấy phải không? Lấy mông cho nó bên này. Đấy. Đấy cắt mẹ đấy. Đấy. Đấy nè. Đấy, cắt 2 cân nè đấy. Cắt từng vát ra như thế này, người ta cắt thẳng như đấy, mày cắt thế. Cắt xong rồi người ta cắt thẳng, người ta cắt cái đuôi ra một tẹo, bỏ cái bì kia ra là xong. Chịu ơi. Hai cái thai hả? Đấy, được rồi, chưa vào. Cho vào cứ đi. Rồi. Còn chú nữa. Hả? Chú là chỗ nào nữa? Được. Chú thì đơn giản thôi. Chú phải cắt cho ông. Cắt cho khách gì? Trước đúng không? Hả? Ông kia đấy, bà chỉ. Đấy, bà chỉ đấy, cắt cho ông ấy. Hả? Còn đây 3 cân. Đấy, nãy mẹ bên đây. Đi
Đấy mẹ đấy. Đấy cái đang bông. Thứ ảo con cần đấy, đi cơ. Đi chéo. Thì sao cái đấy tí sao thịt mèo nó đi chơi thịt mèo tính như là người nhưng mà nó có sống chết chứ việc chơi cái chơi tự ăn đế mới mua à thích con gà con à con đôi gà sáu ngón ấy. 3 cân à. Nào rồi nó mình làm đi. Bây giờ từ bây giờ nhá. Cái này là mấy người lấy vậy? Đó. Chỉ cứ hát thôi. Mua 2 cân à? Trên đây này. Chúng kia là vai à? Thế là. Úi quả rào đấy ngon. Thôi được rồi bây giờ. Từ bây giờ mày cắt ra. Bông đấy. Cái này vai. Đấy. Đấy, cái này vai. Thế nhưng mà bây giờ còn ai nhiều ai lấy nữa không? Có chứ còn vẫn có người lấy chứ đúng không? Không có. Hết hả? Không biết. Cái này. Cái này. Không được. Không được. Thợ nhìn dễ chuẩn nè. Ôi ở đây đéo biết nhưng mà cũng mẹ từ tầm 6 năm mẹ từ. Đúng chứ, cũng đi ăn mỏ ly. Đầu có luôn. Tiếng đồ đúng là 5 cân 3 cân 5 cân luôn. Đây là bây giờ. Đâu cái này nó ông biết lấy cho ai đâu. Ừ, đúng rồi cái này. Thôi mày cứ là chặt cái này cho đây mà một túi này cho. Đâu cái túi này. Không, túi này túi 3 cân ngông đúng không? Bà ơi, 3 cân đi. 2 cân đâu? Cái này 2 cân của người khác đúng. 2 cân người ta lấy rồi chứ. Đấy, đấy chú đấy 2 cân. Kia 3 cân. Ui, mẹ nó. Chỉ nhớ thì không nói rồi. Nói để phải nhớ thì thôi không nói. Bắt đầu với đặt đọc anh tí nhá là gì đâu không nhớ nhỉ. Không thể quên nhỉ. Nói chẳng qua lại này nhá. Mình sợ là mày vào người ta người kia lấy nhưng mà không thì mình chỉ cần bảo mỗi thằng lấy mấy cái thôi. Thôi nó lấy hết cái này, anh nhớ này nhá. Nó phép ok cả, ra nhà ấy bán kể cả. Anh chỉ cần có lợn không bao giờ phải mang ra đi, ra ngoài sẽ được không? Thì để cho nó đi. Đấy, mày ghi vào đây, mày ghi vào nhá. Đấy, bây giờ mày ghi này. Đấy là... 5 kg. Mình ghi được, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 5 kg, 1, ghi 1. Đây rồi, đấy, 5 kg 2. Đấy, từng người. Ừ, thì cần, cứ ghi 2 luôn, đúng rồi. Đấy thì hai cân kia là chuyện của chiến nhỉ? Hai. Không đặt tiền luôn. Đặt tiền ngay. Đặt tiền ngay. Đặt tiền ngay. Có cái gì vậy? Xong. Có giải xong. 3 kg. 3 cân cùng với lại công an đấy. Thấy chưa? Còn chỗ này. Cái này là 8 cân này. 8 cân cái này là 1 cân dưới này đúng không? Thấy chưa?
Sắp lại về thiếu bọc. Cái này là gì đây? Cái này là 3 cân này. 3 cân này. Cái này là 2 cân của Chiến này. Cái này là 5 cân của An này. Bạn được rồi. Lúc nãy cân rồi, bây giờ đặt lên nhìn nó cũng biết mà. Không, cái kia là lúc nãy của nó là một cái cân dưới, một cái 8 cân là cân bông nữa. Này, cân mấy cân luôn. Ừ, đây đây cái này, cái này. Đấy. Cái này chắc là 8 cân. Cái này chắc 8 cân. Cân từng cái mà. Rồi, tao cân 3. Rồi, cái này này nha. Thì cái này là gọi là một cân rưỡi nữa này. Rưỡi. Thấy chưa? Cân dưới đây này, cân dưới nó là đi cái này bao nhiêu đó, cái này là một cân cân. Đi vào đi cân nào, một cân này, 8 cân với cân rưỡi, 10 cân 05. Chia 8 cân bao nhiêu? 8 cân 3. mười cân là tám cân. Tám cân rồi. Ừ, vào 20 cân đúng không? Vào 20 cân. Thank you.
di cư hết.